Chuyên gia nhận định Meghan nóng mặt khi thân vương William tái ngộ cùng David Beckham. Thân vương William được cho là đã chiếm sóng thành công sau sự kiện tái ngộ bất ngờ với David Beckham. Chuyên gia hoàng gia nhận định đây có thể là điều khiến Meghan Markle nóng mặt vì cho rằng sự chú ý đó lẽ ra phải thuộc về chồng mình. Mới đây, sự xuất hiện của thân vương Quy Lam bên cạnh huyền thoại bóng đá Anh David Beckham tại RAF North Top đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Hai người bạn hồi ngộ để đánh dấu thành công của chiến dịch chống lại thời gian của dịch vụ cấp cứu trực thăng London, London Air Ambulance. Được biết, chiến dịch này đã huy động được 16 triệu bảng Anh để bổ sung hai máy bay trực thăng mới. Điều đang nói, sự kiện diễn ra chỉ vài giờ sau chuyến thăm chấp nhoáng của vương tử Harry tới Anh để tham dự lễ trao giải Wildchild well vào hôm 18 tháng 9. Trước đó, vợ chồng Harry và Meghan từng rất thân thiết với nhà Beckham. Cả hai cặp đôi đều có mặt trong đám cưới của nhau vào năm 2018. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ được cho là đã trở nên cơm không lành, canh không ngọt trong những năm qua. Trong chương trình trò chuyện trên YouTube của nhà báo Andrew Gold, Chuyên gia hoàng gia Kinsey Schofield đã nhận định về việc liệu thân vương William có vượt mặt vợ chồng Harry hay không. Khi được hỏi liệu sự kiện trên có khiến Meghan Markle nóng mặt, bà Schofield cho biết: "Đúng vậy, tôi nghĩ rằng đây sẽ là điều khiến cho Meghan Markle khó chịu. Sau hai tuần báo chí đưa tin bất lời về cách Meghan đối xử với nhân viên kể từ khi vương tử Harry đi công tác, tôi nghĩ rằng cô ấy có thể đang rất tức giận vào lúc này." dựa trên phản ứng mà cô ấy nhận được từ tất cả những câu chuyện này. Bà Scoville cho rằng Meghan Markle có lẽ phải gồng mình đối phó với những tin đồn thất thiệt trong thời gian trong vắng nhà. Chứng kiến spotlight của thân vương William sau lễ trao giải Will Child, điều mà lẽ ra phải thuộc về Harry, chắc chắn là một trải nghiệm khó nuốt trôi đối với nữ công thức xứ sắc xét.